Một trận bão cát lớn đã bao phủ thủ đô Baghdad, Iraq vào hôm qua, khiến hàng chục người phải nhập viện với các vấn đề về hô hấp. Người dân trong thành phố Baghdad đã phải đeo khăn che mặt hoặc là sử dụng khăn quàng cổ để che miệng và mũi trong khi chính quyền kêu gọi mọi người ở trong nhà. Nhiều chuyến bay đã phải tạm nghỉ. Giới chức Iraq đang nâng cao cảnh báo về tần suất xảy ra các trận bão cát trong những năm gần đây, mà mức độ ngày càng trầm trọng hơn do lượng mưa thấp kỷ lục, sa mạc hóa và biến đổi khí hậu. Thank you.